Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Trước mắt là chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Phước Ninh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu đã tổ chức một số công trình chào mừng ý nghĩa, tạo khí thế thi đua trên các lĩnh vực. Ngay sau đây, mời quý vị khán giả theo dõi ghi nhận xã Phước Ninh đẩy mạnh thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng. Để chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như tiến tới là đại hội cấp, thì ủy ban có xây dựng kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng như chỉ đạo các ấp về thực hiện một số công trình để chào mừng Đại hội Đảng. Cụ thể như là các mặt trận, các đoàn thể thì có mô hình đăng ký, thứ nhất là cái thắp sáng đường quê, cái đoàn thanh niên, thứ hai là mặt trận chuẩn bị sẽ trồng cái đường hoa, còn riêng ấp thì chỉ đạo ấp sẽ dọn dẹp tất cả với trang trí lại nhà trong ấp, đặc biệt là quốc hội sẽ có làm cái mô hình là thắp sáng đường quê để chào mừng Đại hội Đảng xã cũng như các cấp. Rồi chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã thì hiện tại giờ là xây dựng cái mô hình là ban chỉ huy quân sự xã xanh sạch đẹp thì giờ cơ bản cũng hoàn thành rồi. Còn ủy ban xã thì cũng tham mưu đảng ủy thì cũng sửa chữa lại, trang trí lại khuôn viên ủy ban cũng như là cho đảm bảo chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng. Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ban chỉ huy quân sự xã Phước Ninh cũng đã lựa chọn triển khai mô hình ban chỉ huy quân sự xã xanh sạch đẹp. Đến nay, toàn bộ khuôn viên của trụ sở ban chỉ huy quân sự xã được sửa sang, vệ sinh sạch sẽ, đầu tư xây dựng mới hai khuôn viên cây xanh thảm cỏ, hệ thống nước tưới tự động với tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh đã tham mưu đảng ủy vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí sửa chữa, trang trí lại trụ sở làm việc, bảo đảm tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến vào ngày 18 và 19 tháng 6 tới đây. Thời điểm này, công trình phía trước trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phước Ninh vẫn đang được gấp rút thi công lát gạch nhĩ hè, trồng hoa tạo cảnh quan. Quy mô công trình tuy không lớn, nhưng dự kiến sau khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới xanh sạch đẹp hơn cho trung tâm hành chính của xã. Còn tại ấp Phước Hội, một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp được ấp triển khai là thi công thắp sáng đường nông thôn mới. Chấp hành được sự chỉ đạo của đảng ủy thì đối với các chi bộ trực thuộc của đảng bộ thì phải đăng ký một cái công trình, cho nên chúng tôi đăng ký thắp sáng đường nông thôn mới. Bởi vì đây thuộc xã nông thôn mới rồi, tình hình an ninh trật tự ở địa phương nói chung từ ngày thắp đèn sáng trên địa phương rồi tình hình an ninh rất tốt. Dân dễ phát hiện coi những có trộm cắp đồ này nọ hoặc là tai nạn xã hội như tai nạn giao thông đồ cũng có để ánh đèn sáng, cho nên đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Việc thực hiện mô hình thắp sáng đường nông thôn mới đã được ấp Phước Hội triển khai từ năm 2012. Tính đến nay đã thắp sáng tổng cộng 9 tuyến đường với 63 bóng đèn. Hiệu quả rõ nhất của mô hình này là giúp đảm bảo tốt hơn an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn ấp. Việc triển khai thực hiện những công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn xã Phước Ninh có thể tuy không lớn, nhưng được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn xã đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ cũng như các khu dân cư. Ý nghĩa thiết thực hơn là những công trình này đều gắn với nỗ lực giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương Phước Ninh anh hùng.